Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tải game trên PC hoặc máy tính bằng giả lập Nox Player. Bước 1, nhấp vào link trang web trong phần mô tả hoặc bình luận về video này. Bước 2, nhấp vào nút tải xuống trình giả lập. Khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy nhấp vào file nằm ở góc dưới bên trái và chọn nút cài đặt để cài đặt trình giả lập trên máy tính của bạn. Bước 3, khi cài đặt xong các bạn hãy mở giả lập này lên để sử dụng. Và vì mình đã cài giả lập này rồi nên không cần cài lại nên mình sẽ tắt bảng cài đặt này đi. Bước 4, khi mở giả lập lên, bạn nhấn vào ô tìm kiếm và viết tên game. Sau đó nhấn Enter và chọn vào game trên màn hình bước 5. Sau đó bạn sẽ được chuyển đến trang đăng nhập tài khoản. Và bạn hãy sử dụng tài khoản Google để đăng nhập và đây là yêu cầu bắt buộc. Nếu không đăng nhập thì không tải được game. Và vì mình đã đăng nhập rồi, cho nên không cần đăng nhập lại và bạn chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất. Bước 6, sau khi đăng nhập xong, thì bạn sẽ được chuyển đến cửa hàng Google Play để tải game, thì bạn hãy nhấn vào nút cài đặt màu xanh, và đợi vài phút, sau khi cài đặt xong, thì bạn hãy nhấn nút chơi, Play, Open là game sẽ mở lên và bạn có thể bắt đầu chơi được game. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào trong trò chơi, vui lòng viết bình luận trong video này. Chúc các bạn chơi game vui vẻ! Game mobile chủ đề Tam Quốc với lối chơi chiến thuật mới lạ thế giới Tam Quốc với các thẻ tướng oai dũng tài nguyên, quà tặng free tràn ngập tha hồ chiến đa dạng thẻ bài chiến thuật, đòi hỏi mưu trí của chủ công tải game và chiến Garena cái thế tranh hùng hoàn toàn free tải free ngay Garena cái thế tranh hùng tài trí định Giang Sơn. Tải ngay và hòa mình vào thế giới Tam Quốc của tựa game thẻ bài chiến thuật mới hoàn toàn free. Giới thiệu Garena cái thế tranh hùng là game mobile free với lối chơi thẻ tướng chiến thuật lấy bối cảnh Tam Quốc với đồ họa đỉnh cao. Khởi đầu cái thế tranh hùng bằng việc chiêu mộ các vị danh tướng trong Tam Quốc, xây dựng đội hình với 5 vị tướng chủ lực cùng các binh đoàn cung, kỵ, bộ mạnh mẽ cũng như tận dụng các chiến thuật trong game để khẳng định mưu trí. Với rất nhiều trang bị cùng vật phẩm free, cùng các nội dung tăng sức mạnh phong phú, bạn hoàn toàn có thể tự mình cày quốc và định hình chiến thuật cho bản thân. Ngoài ra, với việc có đa dạng những đội hình kết hợp khác nhau, chủ công có thể thoải mái thử nghiệm và tự chọn ra một chiến thuật độc nhất để chiến thắng, thống nhất Giang Sơn trong Garena cái thế tranh hùng. Tính năng 1, đa dạng chiến thuật, mưu lực đầy chiều sâu trong Garena cái thế tranh hùng, binh đoàn cùng tướng tách biệt, sắp xếp thoải mái. Với 16 ô binh đoàn kết hợp 8 ô tướng để suy tính, cùng hơn 60 danh tướng Tam Quốc chí và 3 loại binh đoàn cung, kỵ, bộ, các bạn có thể sáng tạo nên hàng triệu trận đồ khác nhau. Tạo nên sự đa dạng cũng như chiều sâu về chiến thuật mà không tựa game mobile nào có. 2. Siêu tầm danh tướng, nhập vai vào Tam Quốc chí sở hữu hơn 60 danh tướng trong Tam Quốc diễn nghĩa. Hành trình siêu tầm trong tựa game mobile free này của bạn sẽ cực kỳ thú vị, không bao giờ nhàm chán. Nhập vai thành các chủ công Tam Quốc tài trí, đầy mưu lực và chiến thuật trong tay, lãnh đạo các danh tướng cùng binh đoàn của mình thống nhất thiên hạ. 3. Đồ họa đỉnh cao, cốt truyện sát với Tam Quốc.